小朋友为了取个便当，保大，没到不到的。哎，我那关灯去三米呢。关灯，嘛，灯灯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 nó sẽ nói cho tất cả mọi người cũng biết là mày đã làm gì nó, mày hiểu chưa? Các bạn ơi, thì mình đã đưa Thảo về nhà các bạn ạ. Thì hôm qua may quá thì không biết là cái Thảo ở cái khi nó cho về Thảo uống cái gì ấy. Mình may quá lúc lấy vào thì Thảo nó bị ra cái gì mồm mẹ mép ấy. Thế là may quá đi vội báo bác sĩ thì may thì bây giờ là nói chung là bác sĩ cũng biết Thảo bị làm sao và cũng kiểu là không biết cho thuốc uống cái gì ấy thì Thảo cũng tỉnh lại các bạn ạ. Đây hiện tại Thảo đã biết mọi thứ rồi. Thảo ơi. Biết ra nhà đây không? Sao là biết nhờ. Đấy các bạn ơi, thì Thảo mình rất là vui, Thảo đã tỉnh lại và đã không bị như mọi khi nữa. Tự nhiên thì sáng dậy thì Thảo đã biết thêm mọi thứ và bác sĩ bảo là không sao nữa rồi, bây giờ về thôi. Thì bây giờ mình đã đưa Thảo về nhà rồi. Đấy thì về thì mà hy vọng là Thảo nhớ lại tất cả mọi thứ để kể cho mọi người cùng biết để xem là chi là đã làm những gì. Đấy, và tất cả mọi thứ là đằng sau hay ai làm gì Thảo và những gì mà Thảo bị đánh hay là ai gì đấy. Bây giờ mình sẽ hy vọng là Thảo sẽ nhớ lại hết. Đi xuống xe đi. Mày quá ở đêm không ngủ. Đồ trong cốp tí nó cầm đây. À, chị Thảo phải em về rồi à? Chị có biết sao không? Bỏ ra. Chị mày đậu ra làm gì? Em đang quan tâm chị xem bị thế nào. Quan tâm mày đừng có giả tạo thế nữa. Mày làm gì thì mày tưởng tao không biết à? Nó nhớ lại hết rồi. Hôm nay ấy, nó sẽ nói cho tất cả mọi người cũng biết là mày đã làm gì nó. Mày hiểu chưa? Mày đứng giả tạo như thế làm gì? Hôm qua mà xin lỗi chị rồi mà. Mày xin lỗi như thế ấy. Mày xin lỗi như thế à? Hôm qua tao nếu không... mà không về kịp thì như nào? Biết đâu trong người chị bị bệnh gì sao? Bệnh gì chả có bệnh gì cả. Mày giờ thủ đoạn gì mày bảo là tao bệnh gì? Mày xem lại mày đi. Tất cả hôm nay ấy, mọi thứ tao nhớ lại hết rồi. Mày không giấu nữa đâu. Mày đừng có giả tạo như thế làm gió lắm đi. Tao ra tất cả mọi thứ rồi. Hôm nay tao sẽ nói lại cho tất cả mọi người biết. Nói bố mẹ biết, nói cho bà biết. Mày là con người như thế nào. Cả đêm đó tao không được ngủ được. Không ngủ được. Anh thì còn nói quá là như thế. Tao không nói quá. Tao không ngờ vậy em gái tao nhận như mày đâu. Mày nhớ lại xem mày đã làm những gì. Tội của mày đấy. Mày không xin lỗi được đâu. Tao nói mày biết. Mà em xin lỗi anh ở nhà, chị Thảo nhận lời xin lỗi của em rồi. Mày xin lỗi như thế á? Mày xin lỗi bà để tao nó đi viện như này à? Hả? Mày xin lỗi thế mà xong á? Hả? Em mới xin lỗi như nào nữa, chỉ nói như thế thôi. Mày xin lỗi của mày ấy. Tao không về kịp ấy thì nó đi toang mẹ rồi. Mày biết nó đang bầu không? Đang bầu con của tao không? Hả? Mày cho tao uống thuốc gì đấy? Hả? Thả cho em xin lỗi. Xin lỗi gì? Mày xin lỗi gì? Mày cút mẹ mày đi. Đừng có động vào tao. Mày thâm độc như thế mà mày còn giả tạo xin lỗi ai? Xin lỗi ai? Mày tưởng là mày làm gì tao không nhớ à? Mày hiểu chưa? Tỉnh cái đầu mày chưa? Bà ơi, nói chuyện với bà đi. Bảo bà đi. Bà đi em. Cháu ơi, bà đẩy con rồi. Bà để cái gì? Bà biết hôm qua cho cháu uống thuốc gì không? Hôm qua anh chị không về kịp nên nó cháu như nào chứ không biết làm gì đứng đây. Sao mày lại làm như thế? Bà ơi, cháu ở bà ơi, bà mình... nói bà làm như thế là như thế. Bây giờ nó làm thuốc ngày nó hạ độc cái Thảo với tiểu Thảo nó có bầu như thế mà nó nói cho uống thuốc gì ấy. Sao mày lại làm gì mày như thế hả? Bà tin nó chưa? Bà tin suốt ngày tin nó đi. Biết đâu bà có biết được à? Thảo giờ nó tỉnh lại rồi. Bà tin anh Chiến Thảo thì hôm qua biết Thảo uống thuốc gì? Mày có cần cãi à? Bà biết lúc cháu nói người nó đánh cháu ấy. Đây bà nghe nói mồm Thảo nói đây là nó ở trên Hòa Bình nó thuê người đánh Thảo thế này. Chịu thôi thôi, chả biết làm nào. Nó chịu chị em mày thôi. Nó thuê người đánh Thảo này. Mày xin lỗi như thế đâu mày thuê người đánh chị sao mày làm như thế? Cháu quen ai đâu bảo thuê được người. Không quen ai được, hôm đấy tao bị đánh không thấy mặt mày à? Hôm đấy mà tao đi theo mày nhá, mày đi gặp thằng nào nhá. Mà tao theo sau mày tao quay hết lại video rồi, mày đừng có cãi. Mày bây giờ mày vẫn cãi à? Thế, sao lại làm xấu như thế? Hôm đấy có đi theo ấy, nó đi gặp thằng nào ấy, nó trốn luôn. Có đuổi không kịp, thế là vào nó thấy Thảo ở trong đấy. Bị đánh đập tím, bầm tím cả người ấy này.
mày không thấy chị mày có bầu có em mà mày sao mày làm được? Mày lừa mà không có tin á? Bây giờ cả nhà cũng cả tin mày, nên mình làm thế sao mày làm? Đấy, bây giờ nó mới bà không tin nữa mày nữa rồi. Mỗi bà tin tưởng nhà nhất rồi, bây giờ bà không tin nữa rồi. Mày bây giờ đi làm quỳ xin chị đây. Em không quỳ. Em có ai đã xin lỗi như thế rồi. Mày đi xin chị đây. Mày xin lỗi như thế à? Mày xin lỗi mày không cho. Không ai chẳng xin lỗi rồi. Không ai mày cho gì vào thuốc, cho gì vào can của chị Thảo à? Em không. Mày cho ăn gì? Mày cho nó ăn gì mà nó chửi của mẹ ra? Thế đâu, chị Thảo không biết gì, chị Thảo ăn nhầm thuốc gì sao? Hôm qua là Tiến nó chứng kiến mà cho nó ăn cái gì đấy. Hôm qua nó gọt cái cam cho cái Thảo nó ăn, thế là nó cho cái gì vào, cho kiểu quả cam ấy. Làm thế là sợ nó có bầu ấy, nó chết bố đi làm nặng. Chí nó chết rồi gì nữa? Chả đi bệnh viện thì chả chết. Sao mày làm như thế? Bà cứ bệnh nó đi, sau này bây giờ nó ra như thế đấy. Nói bà cả bệnh thì nó nghe nó nói thì bà tưởng là thật, bà có biết rồi. Mày đi xin đi, xin chị đi. Em không có gì xin. Mày biến này vào nhà đi. Anh không có cần để em. Mày đưa đây, đưa bắt tao. Suốt ngày. Thảo gì á? Đồ nhiều đấy. Thì đi đâu à? Em không muốn ở đây nữa. Em không muốn ở đây, em muốn ở đâu? Em muốn đi chỗ khác. Bây giờ anh xem em về, anh xem từ lúc em chửi em có được cái gì không? Hả? À, em chả lúc nào em vui được hay lúc nào lúc em bình được cả. Thế bây giờ em định đi đâu? Em đi tự đi chỗ nào em thấy em ở mình được. Bây giờ ở đây em không muốn ở cùng cái chi nữa. Em không muốn ở cùng nhưng mà em phải ở. Bây giờ em đi đâu? Em làm gì có chỗ nào mà ở nữa? Bây giờ về mẹ chửi cho à? Đâu em ở mình cũng được, anh em không cần anh đi, cũng không cần ai đi theo cũng được. Em nói thế em sao được, bây giờ có con rồi. Bây giờ anh ở nhà, anh xem em làm gì à? Anh xem em ấy à? Anh xem à? Nào, anh xem lúc em chửi em được lúc nào em bình yên không hả? Này lúc nào em không thể nào. Bây em sắp đẻ rồi, em không muốn tìm nơi nào yên tĩnh. Em không muốn con em khổ nữa. Bây giờ em không cần anh nữa à? Không cần con anh ra gì nữa à? Anh có bảo vệ được em không? Anh để người ta bắt nạt em ấy. Em không nghe anh một phần, hiểu chưa? Chứ không phải anh không được bảo vệ em. Anh nói anh phải đứng về phía em. Vậy em mà để con nào lên một tí nữa, thế nào nữa, bây giờ nó như thế rồi. Thì tóm lại bây giờ là tất cả lỗi do anh đúng không? Trả lỗi của ai, đã là em không thích ở đây nữa, em không muốn ở cùng nó thì em đi. Bây giờ nhà cưới ở đây rồi, bây giờ nhà anh ở đây rồi, bây giờ em không đi đâu? Em đi để người khác cười chưa à? Chả ai cười, chả cười, đã được cưới đâu. Đấy thì là gọi là giọng nói thì cưới gì? Thế bây giờ có bầu rồi em không cưới, thì bây giờ em nhìn em mỗi người như thế nào? Sao ngốc đấy? Chả sao, bây giờ em đi xa quả chỗ này là được chả ai. Thế bây giờ em đi đâu? Em đi đâu cơ, em mới hỏi nhớ nhờ. Mệt mỏi em lắm rồi đấy. Bây giờ anh cứ cố gắng làm anh chữa cho em khỏi bệnh rồi. Bây giờ em đi em lại đòi đi. Em đi đi người khác lại hành hạ em, bây giờ lại để đến anh ấy cho em à? Hả? À? Em không để anh mệt đủ mệt à? Em nghĩ mình anh mệt à? Hả? À? Anh nghĩ vào. Thế tùy em đấy, em suy nghĩ như nào kệ em đấy. Anh cũng mệt lắm rồi.